điều gì sẽ xảy ra trong 3 tháng tiếp theo của ba bạn cung đất, đó là Ma Kết, Kim Ngưu, Xử Nữ. Và như các bạn đã thấy trong tiêu đề thì đây là một trải bài dự đoán, cho nên là các bạn đừng có gán ghép hoàn toàn câu chuyện của mình vào bất cứ một cái trải bài nào cả. Hãy đón nhận thông điệp một cách chọn lọc. Xin chào các bạn Ma Kết, và sau đây là trả bài dự đoán trong vòng 3 tháng tiếp theo cho các bạn có cung Ma Kết thuộc mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim và cung nhà thứ 7. Ok. Để mình xem tổng quan 3 tháng tiếp theo của các bạn Ma Kết có chuyện gì xảy ra. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, các bạn sẽ... Nói là dùng từ vật vã hay là vật lộn thì nó hơi quá, nhưng mà cảm thấy mình chọn cái từ từ chật vật. Các bạn sẽ có một sự chật vật, mà cái sự chật vật này nó đến từ cái việc là bạn cần phải buông bỏ một cái cách nhìn cũ, một cái lối suy nghĩ cũ, một cái gì đó nó đã hằn sâu vào tâm thức hay là về con người các bạn rồi. Ví dụ đó là cái mà các bạn nghĩ đó là bản tính của mình. Tóm lại, trong vòng 3 tháng tiếp theo Ma Kết có gì mới? Mình cảm thấy nó thiên về sự phát triển con người. Cái sự phát triển con người về mặt công việc hay là trong mối quan hệ gì, tất cả luôn á, các bạn sẽ đi từ cái bước tiêu cực đến được cái bước tích cực. Các bạn sẽ đi được từ cái bước các bạn chưa biết về điều đó và đi đến cái chỗ là các bạn biết rõ về điều đó. Và ngoài ra là mình muốn có bạn dành cho các bạn một lời khuyên, đó là cứ chậm mà chắc, tại vì ở đây chúng ta có lá con rùa nè. Cái thông điệp của cái lá này đó là hãy chậm nhưng mà chắc rằng mọi thứ vẫn đang được diễn ra theo đúng cái cách mà nó nên như vậy. Các bạn đang đi chậm không có nghĩa là các bạn không đi về phía trước nha. Và sau đây là dự đoán trong vòng 3 tháng tiếp theo của các bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim, nhà thứ 7 thuộc cung Kim Ngưu. Chúng ta có một lá bài ngược ở đây. Dạo này mình rất ít khi đọc bài ngược nha, nhưng mà hôm nay Kim Ngưu nó đã xuất hiện cái lá này thì chắc chắn là mình sẽ đọc. Mình sẽ lấy thêm bài trà tiên tri cho các bạn Kim Ngưu để xem trong 3 tháng tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với các bạn. Ba tháng tiếp theo của các bạn Kim Ngưu ở đây chúng ta có một sự rời đi, một sự moving on, một sự tiến lên phía trước, một sự tiến về phía bình minh mới. Câu chuyện của các bạn là những người mà đang ở trong giai đoạn mắc kẹt về quá khứ, về những cái vấn đề mà đã lâu các bạn không giải quyết được, thì trong thời gian sắp tới cái mà các bạn tìm lại được đó chính là sự cân bằng. Cái sự cân bằng này nó đến từ bên trong các bạn nha. Cái sự cân bằng nó đến từ cái việc là khi mà các bạn đã trăn trở đủ, đã đau khổ đủ, đã vật vã đủ, thì cái giai đoạn tiếp theo sẽ là cái giai đoạn mà mọi thứ nó trở về cái cán cân ở giữa. Ở đây chúng ta có justice. Các bạn để ý nha, trong cái trải bài của Kim Ngưu có tới hai lá về sự cân bằng. Chúng ta có Temperance, có justice, cũng là hai lá Major Arcana luôn. Xin chào các bạn cung Xử Nữ, và sau đây là dự đoán trong vòng 3 tháng tiếp theo của các bạn thuộc cung Xử Nữ ở mặt trăng, mặt trời, cung nhà thứ 7 và điểm mộc sao kim. Và các bạn cung Xử Nữ ơi, chúng ta hãy đón nhận những cái thông điệp này một cách tích cực và cởi mở. Năng lượng kiếm của thời điểm này rất là nhiều luôn. Mình sẽ lấy thêm bài trà tiên tri của cung Xử Nữ nha. Trước mắt cung Xử Nữ các bạn sẽ có một giai đoạn hơi khó khăn. Hơi khó khăn. Trong vòng 3 tháng tới các bạn sẽ có một thử thách. Cái thử thách này nó đến cơ bản là nó rất bất ngờ nha. Nó hiện giờ các bạn chưa biết nó là gì đâu. Nhưng cái tình huống này nó xảy ra là để nó mở ra cho các bạn một cái cánh cổng mới. Ở đây chúng ta có Ace of Pentacles. Cái cánh cổng mới này nó mang rất là nhiều ý nghĩa, mà mình cảm thấy là đây là một bài học cho các bạn nha. Bởi vì hai cái năng lượng tương quan giữa cái cánh cổng mới này, chúng ta có lá Funnel.
Đây là một cái khoảng thời gian khó khăn mà ở đó những cái gì cần ở lại nó sẽ ở lại, những cái gì cần ra đi nó phải ra đi và những bài học sẽ được học. Cái sự kiện này xảy ra nhằm mục đích là mở ra cho bạn một cái tình huống mà các bạn phải học được những cái điều mới mẻ trong cuộc sống của mình, bao gồm cả nỗi buồn nè, sự khó khăn nè, sự cô đơn nè. Và các bạn khi mà vượt qua được tất cả những cái điều đó thì các bạn sẽ cảm thấy như là mình được tái sinh vậy đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề liên quan tới cung khí, đó chính là Bảo Bình, Thiên Bịch và Song Tử. Và các bạn cung khí ơi, chúng ta hãy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở, bởi vì không phải câu chuyện nào cũng sẽ khớp với câu chuyện của mình. Các bạn hãy đón nhận nó làm sao để vận dụng một cách tích cực nhất, cũng như là đừng gán ghép câu chuyện trên trải bài tarot vào câu chuyện của mình, và đừng đưa ra bất kỳ một quyết định cực kỳ quan trọng nào liên quan đến trải bài tarot nha. Ok, xin chào các bạn Thiên Bình, và sau đây là dự đoán 3 tháng tiếp theo của các bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim nhà thứ 7 thuộc cung Thiên Bình. Ok, các bạn Thiên Bình, mình cảm thấy thời gian qua các bạn Thiên Bình bị rơi vào một tình huống rất là nhiều sự lưỡng lự. Đó có thể là một câu chuyện ba người, đó có thể là một câu chuyện có rất là nhiều đắn đo, cân nhắc, hoặc các bạn đứng ở giữa ngã ba đường, lựa chọn làm tiếp công việc này hay thay đổi công việc khác, chọn hướng A hay chọn hướng B, chọn ngành học A hay chọn ngành học B. Nói chung là tất cả những cái gì thuộc về sự lưỡng lự mà nó khiến cho cái phần Thiên Bình trong các bạn nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Như là các bạn cảm thấy mọi thứ rất là khó quyết định á. Thì sao? Tiếp theo các bạn sẽ tìm ra được con đường cho mình. Chúng ta có Intensity ở đây. Cái lá này là lá của sự tiến về phía trước, đưa ra quyết định. Và cái lá này nó còn đi kèm với năng lượng của comparison. Ở đây có lá của sự cân đo đong đếm nha. Đây là năm kiếm. Cân đo đong đếm thì cuối cùng các bạn cũng đã đặt ra được cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái nào cầm lên, cái nào đặt xuống, cái nào đi tiếp, cái nào bỏ lại. Cuối cùng các bạn sẽ chút được gánh nặng. Ở đây chúng ta có một cái lá tăng tiến từ 5 kiếm lên 6 kiếm. Các bạn sẽ chút được gánh nặng. The burden là lá sáu kiếm này, nó thể hiện cái việc là cái gì mà các bạn vốn mà các bạn cảm thấy rất là nặng nề trên vai mình đó, các bạn sẽ đặt xuống được và các bạn đi tiếp cái hành trình của mình một cách nhẹ nhàng hơn. Hello, xin chào các bạn Bảo Bình, và sau đây là phần dự đoán 3 tháng tiếp theo của các bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim cung nhà thứ 7 thuộc cung Bảo Bình. Wow, trời ơi, nó thật là consistent luôn á mọi người. Trong vòng 3 tháng tới chuyện gì xảy ra với các bạn hả? Các bạn sẽ có rất nhiều trải nghiệm mới. Mà cái trải nghiệm mới này nó như một kiểu tiếp nối của những trải nghiệm cũ nha. Mình cảm thấy những cái gì mà các bạn trải qua thời gian vừa rồi á, vốn nó đã mới mẻ rồi. Bản thân các bạn Bảo Bình trong khoảng từ đầu năm tới giờ chẳng hạn, các bạn đã liên tục có những cái trải nghiệm mới mẻ. Thí dụ các bạn đã bắt đầu một công việc mới, các bạn bắt đầu một ngành học mới, các bạn bắt đầu một mối quan hệ mới. Và những cái trải nghiệm đó nó đã hoàn tất cái chu trình, cái chu kỳ của nó. Thí dụ như là các bạn đã thử hết được một vòng tất cả những cái gì liên quan tới cái chuyện mà các bạn vừa mới thử. Và cái tiếp nối sau đây đó chính là các bạn phải buông nó ra. Bởi vì mình cảm thấy cái năng lượng cuối cùng sau 3 tháng tiếp theo á, các bạn có một sự trọn vẹn. Có nghĩa là vượt qua được những cái khó khăn mâu thuẫn, tất cả những cái băn khoăn, tất cả những cái thuộc về thử thách á, các bạn vượt qua được hết rồi á, các bạn sẽ tiến đến một cái sự trọn vẹn hơn rất là nhiều so với trước đó nữa. Đó là một cái sự trưởng thành rất là lớn nha. Chúng ta vừa có maturity, chúng ta vừa có completion. Toàn là những cái lá thể hiện năng lượng của sự trưởng thành chín chắn, tròn vẹn, đầy đủ. Mình cảm thấy là cái kết của cái câu chuyện này, của cái sự trải nghiệm này rất là hay nha. Hello, xin chào các bạn Song Tử, và sau đây là dự đoán 3 tháng tiếp theo của các bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim cung nhà thứ 7 thuộc cung Song Tử. Nở hoa rồi, tôi biết là nở hoa mà, trời ơi. Từ tarot tới cả bài tiên tri. Ok, các bạn Song Tử, điều gì sẽ xảy ra hả? Các bạn Song Tử ơi, các bạn sắp nở hoa rồi. Cuộc đời các bạn 3 tháng tới sẽ cực kỳ nở hoa nha. Nó đến được cái việc là hiện giờ bản thân các bạn đã là những người có khả năng làm chủ cuộc sống của mình rất tốt. Chúng ta có lá The Master. Đây là lá duy nhất trong bộ Oxygen nó có ha. Nó thể hiện một cái năng lượng của sự giữ vững tinh thần nè.
kiểm soát tình huống, kiểm soát cuộc sống. Các bạn chính là quân chủ của chính mình trong cuộc sống của các bạn, với cái sự thông thái hay cái sự nhạy bén có sẵn ở bên trong. Các bạn song tử sẽ thể hiện hết được năng lượng của việc dẫn dắt cuộc sống của mình theo ý của mình. Và lần này Quy sẽ quay lại với một trải bài dự đoán của cung nước của các bạn song ngư, cự giải và bọ cạp. Các bạn hãy cùng ngồi đây nghe Quy vừa nói ra những cái thông điệp tích cực, vừa có thể dự đoán xem là bán tháng tiếp theo điều gì sẽ xảy ra với các bạn nha. Và với cái dạng trải bài này thì các bạn lưu ý là chúng ta có một nguồn năng lượng chung, cho nên là đừng cố gắng ghép bất kỳ điều gì vào câu chuyện của mình cũng như tương lai. Thật ra là một yếu tố hoàn toàn có thể thay đổi được dựa trên năng lượng hiện tại. Ok, xin chào các bạn song ngư, các bạn ơi, và sau đây chính là dự đoán ba tháng tiếp theo dành cho các bạn có mặt trăng mặt trời điểm mộc sao kim nhà thứ bảy thuộc cung song ngư. Ok, song ngư ơi, ok, xin chúc mừng các bạn song ngư. Cuộc sống của các bạn sẽ có hai điểm đặc biệt sau đây. Thứ nhất, những cái nỗ lực của các bạn trong công việc nó sẽ được đền đáp một cách trọn vẹn. Và khi mà các bạn đã hoàn tất xong cái hành trình rất là vất vả về công việc á, thì các bạn sẽ có sự nở hoa trong tình yêu. Bây giờ cái đó là tổng quan, còn bây giờ Nguyên vô chi tiết nè. Trước đó mình cảm thấy song ngư đã có một khoảng thời gian cực kỳ vất vả. Mình có thể cảm thấy là các bạn hình như đã chịu rất là nhiều những cái mệt mỏi, vất vả, đau khổ hay là những cái sự nặng gánh trong thời gian qua, mà nó rất là nhiều luôn á, nó là tới 10 gậy lần á. Nó rất là nặng nề. Thì nhưng mà cái này là cái quá khứ rồi. Cái quá khứ này nó đã đi qua rồi. Cũng như là mình cảm thấy cái năng lượng nặng nề mệt mỏi này hơi thiên nhiều về công việc, có vẻ như công việc của bạn rất là áp lực, rất là overload, rất là liên tục khiến cho bạn cảm thấy bị dồn dập á. Thì khi mà các bạn đã dành hết công sức của mình với tất cả sự chăm chỉ, sự nỗ lực, sự chân thành cho cái công việc này á, thì cuối cùng mọi thứ nó cũng qua đi, mọi thứ nó cũng qua cái giai đoạn vất vả nhất rồi. Hello, xin chào các bạn cự giải, và sau đây chính là trả bài dự đoán 3 tháng tiếp theo trong cuộc sống của các bạn cự giải thuộc có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim nhà thứ bảy cung cự giải, để xem là cuộc sống của các bạn sẽ có điều gì xảy ra nha. Ok. Cự giải ơi, các bạn sắp được tái sinh rồi, mình cảm thấy rất là thông cảm và rất là chia sẻ cho các bạn. Nếu như thật sự đây là năng lượng chung của các bạn cung cự giải thì mình thật sự rất là thương khi mà các bạn đã trải qua một giai đoạn rất là đau khổ, buồn bã về mặt tinh thần. Nếu như mà song ngư là cái sự mệt mỏi về mặt vật lý, như là phải làm việc quá nhiều, tất bật từ sáng tới tối, làm cùng lúc rất nhiều thứ, lo rất nhiều thứ trong cuộc sống, thì các bạn cự giải lại đi qua một giai đoạn của sự tổn thương tinh thần nè, mất mát và cảm thấy rất là cô đơn, đau khổ, lạc lõng. Hoặc đây chính là cái giai đoạn hiện tại của bạn luôn, hay là sắp tới, gần tới đây bạn sẽ trải qua một cái giai đoạn của sự đau khổ tột cùng, rất là nặng nề. Nhưng mà trả bài phu yên sẽ luôn có chữ nhưng mà nó chỉ là năng lượng của quá khứ thôi các bạn. Nó là một cái gì đó đã qua hoặc là sẽ qua. Các bạn sẽ tiến dần tới một cái kết mới, bởi vì ở đây chúng ta có lá đát. Đừng có nhìn cái lá đát này mà sợ nha. Đát có nghĩa là gì? Đát là cái chết, là kết thúc. Mà nó là kết thúc 10 kiếm. Trước đó của lá đát là 10 kiếm. Các bạn sẽ kết thúc một giai đoạn của những đớn đau, kiệt quệ và những cái điều gì mà tuyệt vọng khiến cho các bạn cảm thấy bị mắc kẹt trong suốt thời gian qua. Nó sẽ kết thúc nha các bạn. Giai đoạn đó sẽ kết thúc. Và nó mở ra một cái giai đoạn mới, một cái chương mới của sự cân bằng hơn. Ở đây chúng ta có justice. Ok, xin chào tất cả các bạn thuộc cung bò cạp. Các bạn ơi, đây là trải bài chung dự đoán 3 tháng tiếp theo dành cho các bạn cung bò cạp có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim nhà thứ 7 đều thuộc cung bò cạp thì đều có thể nghe trải bài này. Ok. Rồi. Các bạn cung bò cạp, đây là thông điệp dành cho các bạn trong vòng 3 tháng tiếp theo. Thông điệp của các bạn là một hành trình mới sẽ luôn đi kèm những thử thách mới.
Cái điều tích cực trong cái trả bài của những bạn cung bậc cảm đó là các bạn đã trong giai đoạn của sự mở ra những điều mới rồi. Các bạn đang bước trên hành trình, có nhiều bạn cung bậc cảm đang chuẩn bị kết hôn nè, hoặc là có một mối quan hệ tiến vào giai đoạn lâu dài, hoặc là một công việc đang đi tới một cái thời điểm của sự chín mùi, của sự phát triển. Thí dụ bạn đã trở nên rất là master trong công việc đó, bạn trở nên rất là giỏi và thành thạo trong những gì các bạn làm. Nói chung là các bạn đang ở trên giai đoạn đỉnh cao. Thì khi các bạn bước lên một cái giai đoạn đỉnh cao như vậy, nó sẽ có những cái thử thách đi kèm với cái giai đoạn đỉnh cao đó. Mình muốn giải thích đây là thử thách, chứ mình không muốn nói nó là một nỗi đau, một sự xui xẻo. Bởi vì sao? Khi mà các bạn đã lớn lên rồi á, khi mà các bạn ở một cái level cao hơn rồi á, thì những cái bài học á, nó phải khó lên dần, chứ nó không thể nào cứ như trước được. Và tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó là chấp nhận những khó khăn thử thách đó, bởi vì nó là điều kiện cần để tạo nên một cái cuộc sống tốt đẹp của các bạn. Còn bây giờ không chờ đợi hơn, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào phần trả bài dành cho các bạn cung lửa Bạch Dương nhưng mã sư tử. Các bạn hãy xem là ba tháng tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì nha. Xin chào Bạch Dương. Các bạn ơi, và sau đây là trải bài dự đoán 3 tháng tiếp theo dành cho các bạn có cung mặt trăng, mặt trời, điểm mộc sao kim, nhà thứ bảy thuộc cung Bạch Dương. Và các bạn nhớ là đây là những cái trải bài chung, những cái thông điệp chung, cho nên các bạn đừng cố gắng ghép nó vào câu chuyện của mình mà hãy đón nhận một cách cởi mở. Wow. Bạch Dương nè, những gì mình nói sau đây có thể sẽ không làm các bạn vui vẻ lắm, nhưng mình muốn tiếp thêm năng lượng và sức mạnh cho các bạn. Cái thông điệp chính dành cho Bạch Dương đó là đường dài mới biết ngựa hay. Chính xác. Tại sao mình lại dùng câu đó? Bởi vì hành trình trước mắt của Bạch Dương trong vòng 3 tháng tới, hoặc thậm chí tương lai xa hơn, các bạn sẽ bước vào một chặng hành trình mà nó rất nhiều trong cái thử thách. Nguyên sinh nói trước là như thế. Các bạn sẽ phải gặp rất nhiều đối tượng hay rất nhiều câu chuyện mà ở đó các bạn bị thử thách về lòng dũng cảm, sự kiên trì và sự tử tế. Ok, xin chào các bạn nhân mã. Và sau đây là trải bài dự đoán 3 tháng tiếp theo dành cho những bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc, sao kim, nhà thứ bảy thuộc cung nhân mã. Và các bạn nhân mã ơi, các bạn hãy đón nhận những thông điệp này một cách cởi mở, bởi vì không phải cái tương lai nào cũng là cố định. Mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi nếu như chúng ta biết điều hướng và điều chỉnh bản thân mình sao cho tích cực ở hiện tại. Để coi 3 tháng tiếp theo nhân mã có gì. Wow. Trời ơi, xuất sắc. Ok, mình sẽ dùng thêm bài trà tiên tri để xem là còn thông điệp nào dành cho bán hết tiếng theo của nhân mã hay không. Rồi, trời ơi, nếu mà có một keyword chính á thì đó chính là sự thức tỉnh. Nhân mã sắp trải qua một sự thức tỉnh, thay đổi về mặt nhận thức, suy nghĩ, cách thức hành động rất rõ rệt, mà ở đó nó sẽ thiên về cái hướng là bạn từ một người rất là cố định, có nghĩa cố định không, dùng chữ cố định nó chưa hay lắm, mà nó bạn trước đó là một người rất là kiên định theo một cái hướng rõ ràng nào đó của mình rồi. Nhưng khi mà cái tình huống nó xảy ra, nó khiến bạn nhìn mọi thứ theo một góc nhìn mới, và bạn sẽ chấp nhận rằng những cái mình biết nó chưa chắc là tất cả, vẫn còn có những option tốt hơn, vẫn còn có những cách làm tốt hơn hay cách nhìn nhận tích cực hơn mà mình có thể dung nạp để khiến cho bản thân mình trở nên vui vẻ, tích cực hơn nữa. Và những cái điều này nó đến nhằm mục đích là nó giúp cho bạn mở ra một cái nhìn mới. Bởi vì cái cuối cùng của các bạn là bạn có Snap One trong cái bộ này, nó có nghĩa là vượt lên trên những cái rào cản và tiến đến một cái gì điều gì đó mới mẻ. Xin chào các bạn cung sư tử, hello. Và các bạn sư tử ơi, sau đây là trải bài dự đoán 3 tháng tiếp theo dành cho các bạn có mặt trăng, mặt trời, điểm mộc, sao kim, nhà thứ bảy thuộc cung sư tử. Các bạn hãy nhớ rằng đây là một trải bài chung, và chúng ta đừng nên cố gắng gán ghép thông điệp nào vào câu chuyện của mình. Hãy chỉ cảm nhận nó, xem nó có thật sự phù hợp với mình hay không. Và tương lai là một yếu tố hoàn toàn có thể thay đổi nếu như chúng ta biết cách điều hướng và cải thiện nguồn năng lượng hiện tại của mình trở nên tích cực. Ồ,
Ok. Các bạn thuộc cung sư tử, nếu mà có một cái thông điệp chung thể hiện năng lượng 3 tháng tiếp theo hay lời khuyên dành cho 3 tháng tiếp theo của các bạn thì đó chính là hãy giữ vững cuộc sống của mình. Lời khuyên dành cho các bạn là phải ngồi vững trên cái ngai vàng của mình, cái vị thế của mình, và trước tiên các bạn phải là chính mình một cách toàn vẹn nhất trước khi đem cho đi hay là làm bất cứ điều gì cho người khác. Bởi vì cái vấn đề lớn nhất dành cho các bạn trong vòng 3 tháng tiếp theo, mình cảm thấy rất rõ ràng nó sẽ liên quan đến vấn đề gia đình, hoặc nó nằm trong một cái hệ sinh thái những người xung quanh bạn, ví dụ gia đình của bạn, bạn bè thân thiết của bạn, những cái người kiểu như vậy. Nó sẽ xảy ra một cái sự việc mà ở trong cái sự việc đó sẽ có rất là nhiều những cái người họ có những cái suy nghĩ, mong muốn, mong cầu vì bản thân của họ nhiều hơn. Đôi khi á, là nhìn qua thì có vẻ là họ đang không may, họ gặp, có thể là do họ gặp nhiều chuyện không may, hay là họ ở trong một tình thế khó khăn, và bởi vì vậy cho nên họ lại càng có xu hướng đặt bản thân mình lên trước và mong muốn là những người xung quanh sẽ hiểu cho mình, sẽ thông cảm cho mình, và trong đó có bạn. Thì bạn là một cái người có một cái năng lượng của sự cho đi rất là mạnh, cũng như là bạn là người đang rất là gần gũi với họ, thì bạn sẽ có xu hướng là người thân hay bạn bè của mình đang gặp khó khăn, mình sẽ là người hy sinh để họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này chẳng hạn. Cho nên lời khuyên dành cho các bạn trong vòng 3 tháng tới là dù bất kỳ điều gì xảy ra, dù người đó quan trọng đến mình cỡ nào đi chăng nữa, thì cái người mà bạn phải ưu tiên tới cuối cùng vẫn là chính bản thân bạn. Tại vì khi mà các bạn đem cho hết rồi, đưa cho người khác hết rồi á, bạn không còn cái gì bên trong mình á, bạn cũng không cho người ta được. Mình mong là sư tử sẽ giữ được nguồn năng lượng tích cực đó và vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới nha.